khẩu lần 10 chảo luôn nè. Em trai tên gì em trai, giới thiệu cho mọi người biết đi. Tên Hùng. Tên Hùng á. À. Đó, ba trời. Đây. Đó, ba trời. Ba chuẩn bị tôi bay rồi luôn đi. Bay hả? Bay luôn đi, bay cho coi coi. Tấn hứng được không? Đây anh ấy bị diễn đây. Wow. Tấn hứng chuyên nghiệp với ta. Wow, dữ dằn. Cái khoảng cách từ em trai này, em Hùng này mà thảy qua chỗ anh Tấn là khoảng 3,5 m. Đây là bánh xèo chay nha cô bác anh chị. Liên quan quá tuyệt vời. Anh trai đang làm YouTube mà chụp bánh xèo là lần đầu luôn quý anh chị, mà rất là điêu luyện nha. Nhưng có tàu hũ với giá với đu đủ. Em Hùng mà thường thường mà đổ mà bao nhiêu chảo là cao nhất? 12 cái. 12 chảo. Wow. Lễ thầy là 12 cái. Lễ 18 tháng 5 đó. Tức là đổ bằng lò củi như thế không em? À, theo em Hùng chia sẻ là đổ cao nhất là 12 chảo. Bữa nay là em Hùng này đổ có 10 chảo thôi. Bữa nay em đổ gì từ thiện cho bà con cô bác ăn là bao nhiêu ký bột? 20 ký. Wow, 20 ký là nhiều dữ lắm nha. 700 cái bánh. 700 cái bánh xèo. Ô, oh, dữ dằn. Hình như là chảo này là chảo chống dính phải không? Dạ, bữa nay lần này. Đúng rồi. Đó giờ chú mới thấy bánh xèo bay ha. Đúng rồi, mới là đó giờ mới thấy bánh bài đó. Hấn cho kỹ nha. Mình cùng anh sẽ biểu diễn bánh xà bay luôn rồi. Bay đi Hùng. Đổi cái răng đẹp đó, đổi mấy cái bánh xà bay là hay. Ồ, nhiễn quá ta. Người hứng quá nhiễn luôn. Dễ em luôn. Rồi bay lại coi. Đây là món bánh xà bay nè. Đó. Dữ dằn. Hình như hai con này có tập luyện chưa ta mà kỳ á. Em ha. thử rồi rớt cái bịch đất ra rồi luôn. Cô đứng đó đi rồi sẽ có bánh xèo bay xem. Đổ 10 cái thì đâu phải chuyện dễ đâu. Thứ nhất là cái độ nóng mà ngồi kế sát cái lò này. Thứ hai nữa là kết hợp với cái độ mà con mắt phải lanh lẹ, phải khéo léo, phải nhìn theo cái bánh nó chín cỡ nào nữa bắt đầu lấy ra nữa ha. Chứ nếu không khéo là nó sẽ khét. Mà bây giờ là rất là nhiều người mà biết cách mà đổ lần 8-9 cái chảo như thế này. Người mà đổ hay nhất là 12 cái chảo. Rồi bây giờ coi nha, coi biểu diễn nha.
Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa đâu. Em Ngọc làm sao mình đổ xèo cũng rất là cực kỳ luôn nè. Chưa có quay tại làng nào chơi mà giới thiệu. Không quay mà tao biết được rồi. Chúc em Ngọc vô hát đi. Xèo bay đấy coi. Biết hát cái kia không? Đây biết hai cái rồi. À, chuẩn bị món bánh xèo bay của chú anh chị. Anh chụp đẳng ảnh rất hăng hái kìa, đang đợi kìa. À, biểu diễn mâm luôn. Muốn mâm luôn đi. Ừ. Ảnh ngồi ở giữa ở xa và ảnh còn là bóc thảy bóc thảy bóc dục không à. Nhưng cũng vậy luôn, nhưng cũng thảy không. Trời ơi thở làm mà bà khỏi lo vô đó. Chuyến này thì Hùng sẽ biểu diễn 10 cái một lượt luôn của chú anh chị. Chuyến này là thảy bay 10 cái một lượt luôn ha. Bay lượt được không Hùng? Được. Nóng quá, đứng gần nóng quá trời nóng luôn. Đây là tiến lộ quốc lộ 54 nha cô bác anh chị em. Ai chạy xe ngang mà gặp thì có thể là dừng lại là dùng bánh xèo miễn phí luôn. Đây một nồi bột đây nè. Trời ơi, nồi bột này là 20 kg bột. À, anh Hùng sẽ đổ từ đây tới chiều luôn. Tức là đổ hoài luôn chừng nào hết cái nồi bột này thôi. Nè, quay nè. Tới hả? Tới nè. Chưa. Làm hết hồn à. Cái này nãy giờ lâu rồi đó. Đợi mà để được. Anh chụp mà anh cũng sắp gột luôn nè. Anh Hùng có kinh nghiệm đổ bánh xèo này là bao nhiêu năm rồi em? Đi theo đoàn chú 5 năm rồi. 5 năm đổ rồi ha. Lúc đầu em mới tập là đổ khoảng mấy cái, mấy chảo? Như là thấy là đổ rồi vô tập là đổ được luôn á. Đổ được luôn. Đổ được luôn. À. Hay quá ha. Có khi nào đổ bánh xèo mặn luôn không? Có. Vừa mà về bên đạo bên Tinh Lành á. Dạ. Đạo Tinh Lành đổ cho những người giống như bọn ẩm về chỗ mà bệnh viện nhân đạo của Kinh Mỹ của Kiên Giang á. Đổ bánh xèo mặn. À. Bệnh viện Kinh Mỹ Kiên Giang á. Mới cắt và bay mà đâu có lại gần chi nóng lắm bay đứng bên đường nó thảy qua là đứng ngoài này bớt nóng hơn nè, gió nó thổi xuống kia rồi đó, rồi chuẩn bị bay nha. Rồi chuẩn bị. Wow. Thất bại lần một, lần hai. Oh, êm. Dữ dằn. Cái kia kìa.
Wow, hát một lần 10 cái luôn. Còn 2 cái. Làm cho chi ngập, chi hết thùng rồi nè. Cho quá, không quá. Mọi người, cái này thì cho một tay rồi. Đâu gì? Đây, đây là những cái thành sản phẩm mà nè, bánh xèo bay nè. À, nhìn cái độ bột mà nó hở lỗ à, giống như cái dề cơm cháy ngon ghê luôn á. Chụp cái chảo luôn. Nhìn thấy thèm không? Đây là bánh xèo thành phẩm nè, đây là bánh. Dạ hứng không? Hứng. Rồi gao, đây cái gỗ gao đây. Đây. Quá ngon, vô sẵn hết trơn, người ta xin hộp mình vẫn cho luôn hả cô? Dạ. Gấp cá cải. Cái này gao gì cô? Lá cây cốc phải không? Lá cây cốc. Này bằng lăng, lá bằng lăng. Cái này thì gấp cá. Gấp cá, cái này thốt lốt. Ủa cái gì? Lá lốt. Gao thơm. Wow, dưa leo. Đây có mấy anh chàng ngồi để rửa gao, lặt gao từ thiện nữa nè. Đó. Dạ. Đó, cái này là tấm lòng của bà con cô bác sống với nhau để cùng đổ. Rồi cũng như là ai có ăn thì lại xin một số cái để ăn. Và mình vô bọc gì cho ta đem về đó hả cô? Cho đem về. Dạ. À, vô bọc. Còn ai ngồi đi ăn thì ăn tại chỗ hả cô? Còn ai xin về thì xách một bọc gao như thế này với vài cái bánh xèo. Rất là chu đáo luôn, mặc dù làm từ thiện. À, tới một em gái ra đổ rồi kìa. Em gái này có bay được không? Hả? Không bay được. Sao không bay? Trời ơi, em gái phải bay mới được chứ. Bay quay cái chảo là hứng đi. À, em Hùng đổi ca rồi, tại nè ngồi hồi nãy giờ rất là nóng rồi, bây giờ tới em gái này vô. Nước là gì? Nhìn nước vô đây nè. Rồi.